Chào mừng các bạn đến với RMIT The Battlefield, một cuộc thi đánh vần tiếng Anh với quy mô toàn quốc do khoa tiếng Anh và chuyển tiếp đại học của trường đại học RMIT tổ chức. Sau hành trình một tháng tìm kiếm các thí sinh đam mê tiếng Anh, chương trình đã thu hút hơn 1.625 thí sinh tham gia trên khắp cả nước. Kết thúc hai vòng thi đầy cam go, 20 thí sinh xuất sắc nhất đã chính thức bước vào vòng chung kết. Tôi đến đây để vươn ra thế giới. Không gì là không thể. Tôi đến đây để có thể chạm vào kho tàng trí thức. APPRAISAL. Tôi đến đây để có thể tiến gần hơn đến với đại học RMIT. Correct. Incorrect. Không nhất thì nhì, chẳng gì phải lo. Tôi đến đây để vượt lên giới hạn của bản thân. Let me all in. Subscribe ngay kênh YouTube Schools of English and University Pathways để hòa vào các trận đấu của RMIT The Battlefield.